Tuổi già thường mang đến nhiều vấn đề sức khỏe, các căn bệnh mãn tính, cơ thể suy yếu, mất tự chủ. Trong khi dân số thế giới đang già đi, quá trình lão hóa mang đến nhiều thách thức cho ngành y tế của nhiều quốc gia. Theo bà Tamara Tosokonia, một trong những khoa học gia hàng đầu tại trung tâm lão khoa Robert and Aline Kogot của Mayo Clinic. Ví dụ tại Mỹ, tới 80% chi phí y tế là để dành cho các căn bệnh liên quan đến tuổi già. Lão hóa là nhân tố nguy hiểm nhất, gây ra nhiều loại bệnh tật cùng lúc. Tuy nhiên, các nhà khoa học của Mayo Clinic tin rằng có cách để trì hoãn các căn bệnh liên quan đến tuổi già bằng biện pháp thay đổi những cơ chế lão hóa cơ bản. Các thí nghiệm đã được tiến hành trên chuột. Quan điểm trong lĩnh vực lão khoa là tại sao không đi tìm hiểu gốc rễ của vấn đề, đó chính là cơ chế lão hóa, cố gắng trì hoãn những rối loạn này, đồng thời tăng quãng thời gian mà con người có thể sống độc lập, không đau đớn, không tàn tật và tận hưởng cuộc sống. Vì vậy, quan điểm của chúng tôi là làm sao tăng chất lượng cuộc sống thay vì tăng tuổi thọ. Trung tâm lão khoa của Mayo Clinic đã tìm ra thuốc senolytic chống lão hóa, vốn đã được chứng minh có thể tiêu diệt các tế bào lão hóa trên chuột mà không làm ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh khác. Về cơ bản, loại thuốc này có khả năng làm chậm lão hóa bằng cách loại bỏ những tế bào xấu vốn xuất hiện trong quá trình giá đi, gây ra nhiều bệnh liên quan đến tuổi tác. Những nghiên cứu trên người sẽ được thực hiện trong tương lai. Các loại thuốc senolytic sẽ được phát cho những bệnh nhân mắc các căn bệnh liên quan đến quá trình lão hóa. Chúng tôi phát hiện ra rằng cách phối hợp các loại thuốc này với nhau sẽ mang đến hiệu quả trong các trường hợp khác nhau. Vì, Vì vậy, cần có rất nhiều nghiên cứu để tìm ra phương thức phù hợp nhất với con người. Nếu các loại thuốc senolytic có khả năng giảm thiểu những tác động của lão hóa đến sức khỏe cũng như không có nhiều tác dụng phụ, các nhà khoa học có kế hoạch thay đổi phương thức từ việc điều trị triệu chứng của lão hóa sang ngăn chặn chúng. There is we can get Hy vọng rằng chúng ta có thể có những kết quả khả quan. Và nếu điều đó trở thành sự thực, nó sẽ cách mạng hóa ngành dược. It Cho tới lúc đó, người ta cần hoàn thiện thêm một vài nghiên cứu khác để khẳng định tính an toàn và hiệu quả của những loại thuốc này. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, kết quả có vẻ vô cùng hứa hẹn.